Hiện nay đang là thời gian bắt đầu mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho mỗi truyền dịch sốt xuất huyết và Zika phát triển mạnh. Để đẩy mạnh việc phòng chống hiệu quả sốt xuất huyết và Zika, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành trên cả nước cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika. Theo đó các địa phương cần tích cực tham gia và vận động người dân tiến hành các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải như lốp xe, vỏ lon đồ hộp, giáo dừa, chai lọ để loại bỏ nơi sinh sản của mũi. Đầy chính các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa để mũi không vào đẻ trứng tiến hành phun hóa chất diệt mũi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, hai ba lần cách nhau một tuần để xử lý triệt để các ổ dịch. Đảm bảo 100% các hộ gia đình và 100% các phòng, các tầng trong nhà được phun theo quy định của ngành y tế. Riêng với tỉnh Lâm Đồng, công tác phòng chống bệnh sốt xuất số huyết được triển khai rộng khắp. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện 102 trường hợp sốt xuất số huyết, giảm 54 trường hợp so với cùng kỳ, tập trung tại huyện Di Linh. Ngoài ra, đã tổ chức giám sát lăng quan tại 253 điểm, giám sát mật độ mũi tại tám mươi điểm lưu hành sốt xuất huyết không có điểm vượt ngưỡng về côn trùng